Sáng nay, gần 37.000 thí sinh đã đổ về thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre để tham gia đợt thi đầu tiên kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gấp 7 lần so với năm 2018 đã khiến cho tình hình giao thông ở các cụm thi trở nên phức tạp. Nhiều thí sinh đã phải rất vất vả mới đến được điểm thi của mình. Ghi nhận của nhóm phóng viên. 7 giờ sáng, khu vực khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài. Nhiều gia đình đưa con đi thi bằng ô tô cũng đành bất lực vì không thể di chuyển. Với xe máy, vỉa hè là lựa chọn duy nhất. Đường đông, kẹt xe kéo dài, phần lớn thí sinh đành chấp nhận cuốc bộ để kịp giờ đến điểm thi. Qua chở người vợ đi chợ thì ghé ngang kẹt xe rú tấp vào đây luôn, cũng không có đi được. Cái lượng học sinh, thí sinh của các tỉnh nó dồn về vào ngày hôm nay quá đông. Nghe nói là đâu khoảng 20 mấy ngàn thí sinh được các tỉnh dồn về đây đi thi trong buổi sáng hôm nay, mà chỉ có độ khoảng mấy tiếng đồng hồ, cho nên là nó kẹt là phải rồi. Đợt thi đánh giá năng lực đầu tiên này của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cụm thi làng Đại học Thủ Đức đón hơn 30.000 lượt người và phương tiện đổ về. Việc xe cộ di chuyển cùng khung giờ đã khiến giao thông đi lại gặp khó khăn. Nhiều thí sinh đến sát giờ vào phòng thi vẫn còn loay hoay vì không biết di chuyển hướng nào. Thật sự là sáng anh đi rất là sớm. Khi mà đi đến đây thì đường rất là vắng, tự vì đến 6 giờ kém. Sau đó anh đưa cháu vào khoảng 6 giờ 30, gửi xe đi ra là không có đường ra, nó kẹt xe rất là nhiều. Không hình dung là nó kẹt như thế này. Tự vì đường nó quá nhỏ, một chiều ô tô vô quá nhiều, do đó kẹt. Nhiều cháu mà đến nỗi mà bây giờ chưa hình dung được cái trường mình thi chỗ nào. Bây giờ đang chạy đôn chạy đáo rất là tội. Kẹt từ đâu này kẹt vô, còn nửa tiếng đồng hồ mới tới đây. Hôm nay mai đi sớm rồi đi trễ lại kẹt. Nếu như chóng quá thì kẹt xe thì mình ra không được. Bây giờ mình đứng đây luôn. Đông quá em vô không được, bởi vậy em tấp ở đây cho bạn em đi vô cho nó dễ. Đại diện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù đã lường trước được tình huống, bố trí lực lượng chức năng và sinh viên tình nguyện hỗ trợ, nhưng lượng lớn phương tiện di chuyển về khu vực này cùng lúc, đặc biệt là ô tô, khiến cho giao thông trở nên phức tạp. Tuy nhiên, nhờ có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết kịp thời, nên chỉ sau khoảng 30 phút, đường xá đã trở lại thông thoáng. Ở tất cả các điểm thi, đều không có thí sinh nào trễ giờ.